Bây giờ thì tôi giải đáp được hoàn toàn thắc mắc. Vì sao chàng trai trẻ, tài hoa như Nguyên, lại bỏ một vị trí, làm việc tốt ở công ty thông tin, để chuyển sang làm công việc tư vấn này? Tôi phục bạn thiệt đó. Và bạn rời khỏi nơi đây hồi nào? Bà nội bạn bây giờ đang ở đâu? Mẹ bạn thế nào? Trời đất, bây giờ sếp mới bắt đầu mở cuộc điều tra trợ lý của mình hả? Cũng phải từ từ từng câu chứ. Thưa sếp, tôi đã mua được một căn nhà trả góp ở bên quận 8, vừa đủ cho hai bà cháu sống. Không thiếu cũng không thừa. Chị biết không? Hơn ai hết, tôi ý thức được giá trị của đồng tiền. Tôi đã làm việc quần quật. Việc gì trong khả năng tôi cũng làm. Để có được những đồng tiền xứng đáng với công sức và mồ hôi của mình. Vừa làm việc, vừa đi học thêm đủ thứ. Sau đó, tôi đưa bà nội mình lên Sài Gòn để sống cùng. Ngay sau khi tôi vừa xin được việc làm bên ngành công nghệ thông tin, cách đây hơn 4 năm. Nào, bây giờ mình về Sài Gòn nghe. Tôi muốn chị tiếp tục với khách hàng đặc biệt của mình. Bây giờ, Nguyên có tha thứ cho mẹ của mình chưa? Hiện bà ra sao rồi? Rất tình cờ, khi tôi đến thăm một ngôi chùa, tôi đọc được 14 điều dạy của Phật. Trong đó, điều thứ 12 dạy rằng lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung. Cách đây 1 năm, mẹ tôi bị suy sụp do gã đàn ông đó bỏ mẹ tôi để đi theo một cô gái khác, để lại cho bà 2 đứa nhỏ. Bà nội tôi đã khuyên tôi về thăm mẹ tôi. Tôi vào bệnh viện để thăm bà. Bà bật khóc và quay mặt vô tường. Tôi cầm tay bà một lát. Và rồi thật kỳ lạ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tan biến mọi thù hận trong lòng. Tôi lặng lặng bỏ đi ra khỏi bệnh viện. Một niềm vui vô cớ tràn ngập vào lòng tôi. Bây giờ, tôi đang trợ cấp cho 2 đứa em thật đáng ghét của tôi. Tiền ăn, tiền học phí, để cho chúng đi học. Chị thấy đó, cuộc đời có thú vị không? Thôi, đi nào. Em biết đây chỉ là phút bốc đồng của anh thôi. Nếu thật sự anh có yêu chị Hà Nam sai đắm đến mấy đi nữa, thì cũng không có kết cục có hậu đâu. Em sẽ chờ đợi và chờ đợi. Anh sẽ là của em. Ông bà mình vẫn nói, có công mài sắt có ngày nên kim. Đây là lúc em phải khôn ngoan và nhẫn nại. Cảm ơn Nguyên. Chào nha. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nguyên không tranh thủ đi thăm lại mối tình đầu của mình ở dưới này sao? Chắc chắn rồi. Có điều, sáng mai đúng 6 giờ sáng tôi sẽ đến đây đưa chị đi ăn sáng ở cái nhà hàng nơi mà tôi rửa chén hồi đó đó. Sau đó tụi mình về Sài Gòn ha. Ngày mốt, tôi nghĩ chị nên đi lên Đà Lạt như đã hẹn.
Ngày mai về Sài Gòn, chúng ta còn làm nhiều việc, cần thiết lắm á. Bây giờ, trợ lý ra lệnh cho sếp hả? Ngược đời quá ha. Chị đang là khách hàng của tôi mà. À, tôi có nguyên một bản chi tiết về vụ này rồi, chị chờ chút nha. Chị vào phòng nghiên cứu kỹ đi. Tôi không cần chị trả lời đồng ý hay không đồng ý ngay bây giờ đâu. Chỉ cần tối nay, trước khi đi ngủ, chị nhớ lại điều dạy thứ 12 của Phật mà tôi đã nói với chị ở trên đồi Đức Mẹ. Lễ vật lớn nhất của đời người, đó là sự khoan dung. Lễ vật lớn nhất của đời người là lòng khoan dung ư? Nhưng tình yêu có tiếng nói riêng của nó. Thôi, chị cứ vô phòng nghỉ đi đã. Sáng mai, lúc 6 giờ sáng, tôi sẽ có mặt ngay trước cửa phòng chị đó nha. Trước khi đi ngủ, thì nhớ điều dạy thứ 12 của Phật. Còn khi mà ngủ rồi á, thì nhớ gọi tên Vũ Nguyên nha. Lễ vật lớn nhất của đời người, đó là sự khoan dung. Vậy người đàn ông mà Thú Minh kể đó, bây giờ làm gì? Ở đâu? Ông hỏi đi làm gì vậy? Bộ lại ghen hả? Ai là chẳng có mối tình đầu thuở thiếu thời. Cả mười mấy năm không liên lạc, hôm rồi mình mới gặp lại hắn, hoàn toàn không nhận ra. Ngày xưa hả, dông dỏng, ấm tông muốn teo. Hà Nam hay nói đùa, hắn mà đi lên đồi, không cẩn thận là gió thổi bay mất. Còn bây giờ? Còn bây giờ thì qua vệ, viện trưởng một bệnh viện ở Sài Gòn. Nói chung là đẹp trai gần bằng ông, được chưa? Ừ. À, qua bển đi. Hồi trước khi làm việc ở đây, Nguyên có khi nào ra ngắm bình minh lên như lúc này không? Không có thời gian để thở, lấy đâu ra thời gian để mơ mộng. Nói thiệt nha, tin hay không thì tùy. Lần đầu tiên Nguyên ngắm biển, bình minh mà đẹp đến như vậy, đẹp đến nao lòng. Thật sao? Chưa bao giờ tôi nghe bạn nói với giọng điệu như vậy. Vậy là một điều nha. À, chị đã xem được bản kế hoạch của Vũ Nguyên đưa chị chưa? Thực ra, đây là một kế hoạch xuất sắc. Xuất sắc nhất, hoàn thiện nhất của bạn kể từ ngày bạn về cộng tác với tôi đến giờ. Với bản kế hoạch này, tôi tin kết quả sẽ thật hoàn thiện. Cái thằng này, vẫn cứ tò mò muốn biết chuyện ngày xưa của ba hả? Không, dì hai đang ở với ba bây giờ. Không phải cái cô ba đưa đi Vũng Tàu hồi đó mà má con Nam nhìn thấy. Phải nói, khi mẹ con cắt tóc, đưa đơn ly dị, ba cũng không biết là lý do tại sao nữa. Ba ấy kín lắm, không hé miệng nói gì. Mà tụi con biết không? Thà bà ấy la mắng, chửi bới ầm ĩ như đàn bà con gái thường ghen thì lại dễ. Đằng này, bà ấy lạnh lùng luôn từ đó.
Sau đó 3 tháng, ba đành ký vào đơn ly dị. Mà lạ nghe, tưởng là không có vợ thì sẽ thoải mái bồ bịch. Nhưng đằng này, sau khi ly dị, ba không còn muốn gặp lại mấy cô bồ trẻ hồi trước nữa. Ba chán chường hẳn. Khách hàng dịu hàng của chúng ta chắc chắn sẽ thoát được cú sốc bị người tình dứt bỏ. Người chồng quốc dũng sẽ trở về với gia đình, vợ con một cách êm ái, một gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan. Nhưng bạn quên mất rằng người vợ đó chính là tôi. Người vợ đó đã bị tổn thương, biết rằng chồng mình đã lừa dối mình trong suốt thời gian qua. Bạn nói đi, tôi phải làm gì? Tôi không phải là người máy, trái tim tôi không phải làm bằng sỏi đá, đầu óc tôi không phải là thế. Bạn nói đi, tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì đây hả? Kế hoạch này là dành cho chị. Chị làm được mà. Tôi không thể Vũ Nguyên à. Vậy chị muốn gì? Chị muốn một kết cục như thế nào? Tôi cũng không biết. Chị có muốn chia tay với anh Quốc Dũng không? Chị có muốn đến gặp cô Diệu Hà và nói rằng cô cứ việc đưa chồng tôi về nhà cô đi không? Không, tôi không biết. Không biết thì chị phải nghe lời tôi. Chị đang là khách hàng của tôi. Ăn sáng đi, rồi tôi sẽ đưa chị về thành phố, lấy vé máy bay cho chị lên Đà Lạt, tiếp tục làm kỷ niệm 6 năm ngày cưới của anh với chị. Cứ tiếp tục vui vẻ bình thường với anh Quốc Dũng. Rồi 5 tháng sẽ qua đi, chữa lành mọi vết thương cho chị. Rồi hạnh phúc sẽ trở về với chị, trở về với mẹ con của chị. Điều may mắn trong việc này, đó là anh Quốc Dũng đã tự thoát ra khỏi đam mê của mình để trở về với chị. Lúc này, chị cần nhớ đến điều thứ 12 trong... Thôi được. Tôi sẽ đối diện với sự thật. Ngày mai, tôi sẽ bay lên Đà Lạt. Nhưng hình nhân thế mạng sẽ là ai? Vũ Nguyên. Chị thấy Vũ Nguyên có đủ sức thế mạng cho anh Quốc Dũng không? Chị thấy như thế nào? Bà mới cưới dì Hai cách đây 5 năm thôi sao? Trước khi ba về hưu đúng không? Thì má con làm mai cho ba chứ ai. Trời đất, thiệt gì sao bác? Bà bắt sống một mình, vất vả vất vưởng, bao nhiêu tiền bạc đều rượu chè hết. Có khi nằm viện, tiền không có một đồng. Mẹ con Nam phải nấu cơm, nấu cháo, đem vô bệnh viện, thăm nuôi bà cả tháng trời. Sao ba với mẹ không về ở lại với nhau? Hay là mẹ có người khác? Ba đề nghị cả chục lần, mẹ con không chịu. Cũng có nhiều người đàn ông đeo đuổi bà ấy lắm, nhưng bà ấy nhất mực không. Đúng là đàn bà
hiếm có người như mẹ con. Bại nói cũng phải, tình hết nhưng nghĩa còn. Mà sống vì nghĩa thì ở riêng tốt hơn là ở chung. Khỏi phiền hà nhau, khỏi gây đau khổ cho nhau. Còn Hà Nam thì sao hả ba? Cậu có đồng ý cho ba mẹ về sống chung lại với nhau không? Chà, cô đó còn gớm hơn mẹ nó nữa. Hồi đầu, mẹ nó hay qua thăm hỏi chăm sóc ba, mà nó còn không cho, huống chi là tha thứ cho ba. Không biết Hà Nam đi đâu, gọi về nhà thì vẫn chưa về. Không biết là ngày mốt cậu có lên kịp như đã hứa không? Không biết Nam có xảy ra chuyện gì không nữa. Ơ, mấy ngày hôm nay em cứ thấy anh làm sao á, cứ lo lắng bần thần. Chắc là lần đầu về trên này mà không có con Hà Nam đi cùng chứ gì. Đàn ông con trai mà ghen quá là khổ lắm. Khổ lắm nha con. Phải để cho vợ nó ghen mình. Chắc bữa nào con phải qua nhà ba, để ba xé cho con vài trăng lẻ ha. Thôi đi cha, không chừng ông còn giết trọn bộ yêu pháp nữa chứ còn gì. Ở đó mà còn xin vài trăng lẻ. Nói chơi vậy thôi. Ông mà có chuyện gì không phải với Hà Nam là tôi xử ông trước đó. Quả là lợi hại. Vừa mới nhắc đến cô nàng là cô nàng gọi đến liền. Alo, anh nghe đây. Đang ở Vũng Tàu. Mà anh đang ở đâu vậy? Hỏi làm gì á? Thì hỏi để biết. Em đang ở khách sạn gần bãi tắm lịch sử nè. Không nên. Sao tự nhiên chui vô khách sạn đó ở làm gì? Thiệt mà, em đâu có nói xạo anh làm gì đâu. Thôi được, một tiếng đồng hồ nữa anh sẽ đến gặp em. Nhưng mà em chuyển qua khách sạn tháng 10 ở đi. Anh xin em đó. Thôi, không cần đâu, cứ đợi cậu ở đó. Bây giờ tôi sẽ đi về với Nguyên. Phòng nghỉ ở khách sạn, chị đâu còn để gì ở đó đâu đúng không? Tôi chưa trả tiền phòng. Tôi sẽ về thanh toán cho chị. Chị cứ ngồi đây chờ, không cần quay lại đó làm gì đâu. Nguyên biết không, tôi đã đứng đối diện với sóng biển và có một sự so sánh. Nguyên nghe có thú vị không? Tôi xuất thân ở Đà Lạt. Nếu đứng xa nhìn vào khoảng rừng thì sẽ thấy rừng vững chắc và mạnh mẽ. Nhưng khi đứng giữa rừng sẽ thấy được sự rung rẩy của nó. Ngược lại, đối với sóng biển thật hung dữ, đã che khuất sự tĩnh lặng giữa lòng đại dương. Hay quá. Vậy thì bây giờ chị là biển hay là rừng? Không biển cũng chẳng phải là rừng. Vì sao? Vì cô ta vẫn là khách hàng của tôi. Đi thôi, chúng ta cùng đến gặp khách hàng tại đây. Thú vị chứ. Hả? Trời đất ơi, có phải còn Nguyên đó không? Dạ. Tụi nó nói mà tôi không có tin. Dạo này ăn nên làm ra phải không? Cho nên nó mới phát tướng như vậy nè. Trời ơi, đẹp trai quá chừng à. Nhớ hồi đó, nhờ có tôi bảo bọc cho cậu mới có được ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn dì hai. Cái cô vừa mới đi ra, có phải là vợ cậu không? Dạ phải. Dạ mà không, mà dạ phải. Cảm ơn dì hai, con đi nha. Lại khổ gì đàn bà, đời con chắc khá hơn đời cha. Trời,
Mới đây mà biến đi đâu vậy trời? Không biết có quay về khách sạn đụng độ với Diệu Hà không nữa. Cho tôi gửi tiền. Cảm ơn chị. Chị Hà Nam. Trời ơi, đúng là chị Hà Nam rồi. Sao nghe nói chị đi công tác ở Phú Quốc kia mà. Không ngờ gặp chị ở đây. Em buồn quá, không biết làm gì. Hôm qua gọi điện thoại cho anh Vũ Nguyên, ảnh nói đang ở Vũng Tàu, em bay ra đây luôn. À, chị gặp anh Vũ Nguyên chưa? Hả? Vậy hả? Em khỏe không? Dạ. Đi chị. Em muốn đưa chị đến đúng chỗ lần đầu em gặp người đàn ông của định mệnh đó. Chị phải chia sẻ với em mới được. Chào cô Hà. Ủa, bữa nay em xả cô đâu mà cô đi một mình vậy cô Hà? Ổng bỏ em về với người khác rồi. Mà hôm nay em đi với bà chị chứ có đi một mình đâu. Cô nói giỡn đó. Chứ cô xinh đẹp như vậy sao chú Dũng bỏ cô được. Hôm nay vậy có ngon không chị? Có ngon luộc cho em mấy ký nha. Chị Nam, ngồi đi chị. Bữa nay chị không được khỏe hả? Em thấy chị rất khác với hôm trước em gặp chị ở văn phòng công ty lắm. Chị có làm sao không? Hay em gọi cho anh Vũ Nguyên xem ảnh đang ở đâu nghe. Chị bị cảm mấy hôm nay, không cần thiết phải gọi Vũ Nguyên đâu em. Mấy hôm nay cũng may là có anh Vũ Nguyên, em thấy mình đỡ bế tắc. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị uống nước không? À, Vũ Nguyên đây rồi. Nguyên ra đây hồi nào vậy? Sao không gọi điện thoại cho mình? Hai người có hẹn hò hả? Vậy thì tốt rồi. Tôi ra ngoài này hồi hôm qua, mới nhìn thấy Diệu Hà buồn quá, cứ đòi chết hoài à. Một người trẻ đẹp như tiên sa vậy mà chết thì phí phạm quá. Vô đây con. Hai đứa vô phòng ngồi chơi nha. Wow, bữa nay em mới biết anh Dũng khéo tay ghê vậy đó. Kiến trúc sư có khác. Bác coi kìa, biết Hà Nam thích hoa hồng. Con rể bác khéo nên vợ ghê vậy đó. Con muốn đi ra tiệm đặt lại ổ bánh kem, được không mẹ? Quý quá quá. Mẹ vui lắm. Con Nam mà gặp được con là tốt phước lắm rồi. Bây giờ mẹ thật sự yên tâm. Để mẹ đi đặt cho. Con lạ nước lạ cái, đâu có biết đường xá đâu. Để mẹ. Để con chở mẹ đi. Con biết loại nào vợ con thích mà. Và lại con muốn tạo sự bất ngờ cho vợ con mà mẹ. Thôi mà bác. Bác cứ ở nhà đi. Người ta muốn hâm canh hâm cháo gì đó kệ người ta. Miễn là mình có ăn theo là được rồi. Mà nè con, hôm qua đến nay con Nam nó có điện thoại lại cho con không? Có chắc chắn là nó bay chuyến bay sáng mai không? Nó sợ mất chồng lắm, bác cứ yên tâm. Không đời nào nó bỏ chồng nó ở đây một mình lâu đâu. Bữa trước con đã dọa nó rồi.
Nó lên chậm mất chồng ráng chịu mà. Hà nè, mỗi tối qua em thức khuya lắm sao? Mà bây giờ em còn buồn ngủ vậy? Hình như hôm nay em thấy chị Hà Nam có cái gì đó không bình thường. Quá khác so với bữa trước em gặp. Tại sao vậy? Em gặp chị Hà Nam ở đâu? Thì đang định quay xe sang khách sạn tháng 10. Thấy chị đi xe ôm tới. Hình như chị Nam có chuyện gì đó đang buồn. Hay chị cũng thất tình hả? Hai người thất tình gặp nhau thì thành cái gì? Đó anh Nguyên biết. Thì thành miệng núi lửa chứ sao. Chị Hà Nam có mấy đứa con vậy anh? Một đứa con gái. Vậy ông xã chỉ làm nghề gì? Chắc phải là người đàn ông ga lăng đẹp trai lắm đúng không? Sao em biết? Thấy chưa? Nhìn vợ đoán biết chồng mà. Cũng giống như khi em gặp anh Quốc Dũng, em đoán được vợ của anh là người như thế nào. Giờ nhìn em, anh cũng biết là chồng tương lai của em sẽ như thế nào. Bài của anh sắp thuyết giảng, em biết rồi. Em đã nói với anh, không được đụng đến anh Quốc Dũng. Anh là chuẩn bị lên giọng. Anh Quốc Dũng không phải là mẫu người của em chứ gì. Thôi nào, con Thiên Nga gì đâu mà dễ nổi nóng quá. Anh chỉ muốn hướng em ra khỏi cơn bế tắc này mà thôi. Nè em, em yêu người đàn ông đó đến mức độ như vậy sao? Thực ra lúc ban đầu mới gặp em choáng bởi vẻ đẹp lạnh lùng của anh ta. Ảnh khinh khi em như một đứa trẻ con mới lớn. Em chỉ định coi sức mạnh của em đến đâu. Ban đầu em chỉ định trừng phạt ảnh vì cái tội dám không háo hức mê mẩn trước em như bao người đàn ông. Thứ hai, em cũng cảm thấy háo hức thú vị như người thích chinh phục đỉnh cao mà chưa bao giờ gặp. Lần đầu tiên tụi em gặp nhau ở đây, bao nhiêu người trầm trồ, còn ảnh thì thờ ơ, ra biển đứng ngắm một mình. Cháu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? Anh có thấy biển đêm đáng sợ lắm không? À, cũng đáng sợ lắm. Vậy mà em không sợ. Em có thể lao vào những con sóng này ngay bây giờ. Để làm gì? Để chứng minh cho tình cảm của em. Đừng đùa nữa cháu. Thôi, mình về khách sạn đi. Mọi người đang chờ mình đó. Đi cháu. À, cháu tên gì? Ê, nè, cháu. Buông lại. Anh buông tôi ra. Buông ra. Tôi sẽ lao xuống đó. Ê. Tôi sẽ chứng minh cho anh coi. Nè. Anh buông tôi ra. Tỉnh cháu. Buông ra. Bình. Anh buông tôi ra. Buông ra. Bình tĩnh lại cháu. Nè, cháu định làm gì vậy? Không nói. Em mệt lắm, chưa muốn về. Anh ngồi gần đây nè, ôm em cho ấm chút đã. Tên em là Diệu Hà, sinh viên năm cuối,
khoa vũ ba lê của trường múa thành phố Hồ Chí Minh. Em 22 tuổi, yêu thì nhiều, nhưng chưa có người yêu nào đáng để em tôn thờ. Lý lịch vậy anh đã yên tâm chưa? Còn hỏi gì nữa không? Diệu Hà hả? Giống từ con gái chú. Con gái anh bao nhiêu tuổi? Năm nay nó 5 tuổi. Em 22 tuổi đã có thể sinh con bằng tuổi con gái anh. Vậy mà anh dám coi em như con gái anh, thật là quá đáng. Xin đừng gọi tôi bằng cháu nữa được không? Đến ngày thứ ba của tuần lễ đầu tiên, anh ấy mới thay đổi cách xưng hô từ chú cháu xuống anh và em. 4 ngày sau đó là 4 ngày tuyệt vời nhất trong đời em. Tối nào hai đứa tụi em cũng cùng nhau đi dọc bờ biển. Lẽ ra theo hẹn ảnh phải trở về thành phố sau 3 ngày, nhưng vì em, anh đã kiếm chuyện ở lại thêm 4 ngày nữa. Ủa, chị Hà Nam làm sao vậy? Chị ấy đi đâu vậy? Để em ra coi chị thế nào. Không sao, không sao. Em cứ ngồi đây đi, để em ra coi cho. Chị đang có vấn đề về tâm lý. Những người làm nghề này ai cũng đều như vậy. Nghe thiên hạ nhiều quá đâm ra bị lầm đó mà. Em ngồi đây đi nha. À, thì ra là vậy. Chuyên viên tư vấn ghen cũng ngoại tình như bao nhiêu người khác. Hay thật. Chị bình tĩnh lại rồi phải không? Không ngờ chuyện này lại xảy đến. Chị nên nhớ, cô ta đang là khách hàng của chúng ta. Nguyên tắc bảo mật và bảo vệ khách hàng đều phải được đặt lên hàng đầu. Hãy đương đầu với sự thật đi, Hà Nam. Chị làm được mà, đúng không? Tôi thành thật xin lỗi bạn. Được rồi, ổn rồi. Dần dần cũng sẽ quen. Chúng ta quay lại đi. Vậy thì Nguyên quay trở lại đó trước nha. Chị làm bộ đi thư giãn dọc bờ biển rồi quay lại sau nha. Bộ bà ghen với em hả? Cái gì? Em muốn nói gì? Chị Hà Nam ghen với em hả? Thôi, hai người đừng đóng kịch nữa. Em không thích đóng kịch đâu. Mà hai người làm sao đóng kịch giỏi bằng em được? Dân nghệ sĩ thứ thiệt ngồi đây mà cứ... Tại sao hai người lại đóng kịch với em chứ?
Em biết gì rồi? Đóng kịch là kịch gì? Công nhận cha này diễn giỏi thiệt. Em thừa biết rồi, bà Nam trốn chồng ra đây, tình tứ lại tình nhân là trai tơ, lại là nhân viên dưới quyền của mình. Có gì đâu là tội lỗi mà cứ giấu giấu giếm giếm chứ. Công nhận Diệu Hà tin đời ghê á nha. Định diễn để mồi chài cô Thiên Nga, nhưng mà không xong rồi. Hai người đang nói xấu gì tôi đó? Tôi bị ù tai nên phải chạy ra ngoài cho nó đỡ ù tai thôi mà. Chị không cần phải như vậy với em đâu. Đồng cảnh ngộ mà chị. Yêu chân thành thì có tội tình gì đâu, đúng không? Nói vậy chứ yêu mà không đúng cũng mang tội đó. Yêu mà không biết là tình yêu của mình đang làm cho người khác đau khổ là cũng mang tội đó cô nương à. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Em hỏi anh chứ. Anh Dũng thú nhận với em là chưa bao giờ có cảm xúc kỳ lạ khi đến với em. Càng ngày ảnh càng thấy hào hứng, thú vị, yêu đời khi đi xem em diễn, khi ôm em trong lòng. Và em cũng vậy. Vì ảnh, em đã từ bỏ tất cả những tật xấu của mình mà ngay cả ba mẹ em cũng không cách gì thay đổi được. Đó không phải là tình yêu chân thành thì là gì? Với vợ, ảnh nói chỉ còn là nghĩa vụ với nhau. Chỉ còn lại là để giữ sự bình yên cho con của ảnh mà thôi. Em hỏi anh và chị Nam, khi anh Dũng không còn tình yêu đích thực với bà vợ yếu đuối, già nua, mà chỉ vì tình nghĩa để sống với nhau, cuộc sống của anh trở thành địa ngục, thì em hay người đàn bà đó có tội? Vì vậy em nghĩ em chính là vị cứu tinh của đời ảnh. Em không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình đâu. Sen! Dạ. Dạ có gì không cô? Con có thấy Diệu Hà ở đâu không con? Dạ cô Út lấy xe đi từ lúc sáng sớm. Trời ơi, nó lại bỏ đi đâu nữa? Tối nay có buổi biểu diễn ở nhà hát, nó không ở nhà chuẩn bị, lại bỏ đi đâu? Dạ thưa cô Út, nói là đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu làm gì? Rồi nó có về không? Dạ thưa không. Trời ơi là trời, tại sao là không? Tối nay khách trong khách ngoài đã mời đầy đủ hết trơn rồi, mà nó không chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi diễn tối nay là sao vậy? Nhớ nha, hai người phải xuất phát liền đó. Em chúc anh chị hạnh phúc. Em đợi anh chị nhà em. Bye. Coi như kế hoạch hình nhân thế mạng bị phá sản hoàn toàn. Cứ về Sài Gòn trước đi đã. Tôi đã điện thoại cho phòng vé lấy vé chuyến bay sáng mai cho chị rồi. Chị về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu. Ngày mai tinh thần của chị sẽ khá hơn nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi.
Nào, xin mời chị. Thầy lấy lụa đây. Sẵn sàng đợi chị ngoài xe nha. Vũ Nguyên. Khoan đã, Nguyên ngồi xuống đây đi. Nguyên ngồi đi. Mình muốn thực hiện một kế hoạch, đi thẳng vào hang cọp để bắt cọp. Mục tiêu cuối cùng của chị là xác định được rõ ràng chưa? Của Cesar, trả về cho Cesar. Chồng mình, hạnh phúc của mình phải giành lại. Tôi có kế hoạch cụ thể rồi. Bạn hãy gọi điện cho phòng vé, đặt 3 chỗ cho chuyến bay ngày mai đi Đà Lạt. Thú vị lắm. Bạn cứ gọi điện cho phòng vé đi. Bây giờ thì bạn hãy trở về đúng vị trí của bạn. Tôi, bạn, cô ta. Sáng mai đi Đà Lạt. Đây thực sự chưa hình dung nổi bàn cờ của chị bày ra như thế nào. Hơn nữa, cô ta có chấp nhận trở thành con cờ di động trong bàn cờ của chị không? Chắc chắn. Chắc chắn sáng mai cô ta sẽ đi cùng với chúng ta một cách vui vẻ. Thậm chí còn háo hức. Còn bây giờ, cứ đúng hẹn với cô ta. Về nhà cô ta ăn cơm tối. Và sau đó, mình đi xem nàng múa với vai trò con thiên nga bị chết. Tôi muốn đặt mình vào cảm xúc của Quốc Dũng để đo xem chồng mình đang bị chìm vào mức nào của cơn sóng đam mê. Bạn hiểu chứ? Nguyên!